Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Bây giờ chúng ta học đến cái giới tà dâm. Thì giải về cái giới này á, thì chúng ta thấy là cái giới này chúng ta có bốn chi phần, tức là bốn điều kiện mà nếu như chúng ta phạm vào bốn điều kiện này thì xem như là chúng ta phạm giới tà dâm. Giới này thì nó hơi nhạy cảm, cũng cho nên là hôm nay chúng ta học trong không gian kín như vậy nó cũng thoải mái hơn không gian mở. Chỉ có điều là cái này là mình lại chơi trực tiếp live stream. Thì xin thưa, thứ nhất á, điều kiện đầu tiên là đối tượng á, là người nữ không được quan hệ tình dục. Thì thế nào là người nữ không được quan hệ tình dục? Ở trong chú giải đó có nói tới 20 loại người nữ là không được quan hệ tình dục. Thì ở đây có 10 người là gọi là được bảo vệ, là bất khả xâm phạm đó. Và thứ hai là 10 người á là được mua bằng tài sản. Thì 10 hạng đầu chúng ta nói một cách đơn giản là được gia đình bảo hộ, được bao gồm cha mẹ nè, rồi gia đình bảo hộ, hoặc là bị đang, hoặc là người phụ nữ đã kết hôn, hoặc là người phụ nữ đang chịu hình phạt của hoàng gia. Ví dụ như là như thế nào là người có gia đình bảo hộ? Gia đình bảo hộ ở đây á bao gồm cha nè, mẹ nè, anh nè, chị nè, hoặc là họ hàng bà con. Thế nào là được bảo hộ? Là có quyền điều khiển người này, là con được làm cái này, con không được làm cái kia. Thì cái kiểu bảo hộ như vậy á là được xem là người phụ nữ được bảo hộ. Ví dụ như một cô gái ở trong nhà mà cha mẹ đó còn có cái quyền là sai bảo con á, được làm cái này, con không được làm cái kia, thì như vậy được xem là cô gái được cha mẹ bảo hộ, tức là có quyền hành đối với cô gái đó thì được xem là bảo hộ. Còn đối tượng là người nữ có gia đình á, thì đây là chuyện đương nhiên. Và một loại là người nữ mà chịu hình phạt của hoàng gia là như thế này. Có những người á mà pháp luật á, quy định là khi mà ngủ với người này á là bị phạt tiền, tức là cái cô đó đang bị hình phạt, nhà nước đang phạt là ai mà ngủ với cổ là bị phạt tiền á, thì đó là cái dạng người phụ nữ không được quan hệ tình dục. Ngoài ra còn có 10 loại phụ nữ được mua bằng tài sản. Ở trong chú giải, khi mà sư đọc á, thì hồi xưa khi sư đọc thì sư không để ý, nhưng mà bây giờ khi sư đọc thì sư thấy có điều thú vị như vậy nè. Sư đọc cho quý vị nghe. Thứ nhất là người phụ nữ được mua bằng tài sản. Thứ hai là người nữ sống chung do ưng thuận. Thứ ba là người nữ sống chung vì tài sản. Thứ tư là người phụ nữ sống chung
Vì hy vọng có đồ trang sức. Quý vị thấy nó tương ứng với hạng người nào ở xã hội bây giờ? Thứ nhất là trai gái quen nhau mà ở chung với nhau thì được tính là sống chung vì ưng thuận. Là cô gái ưng thuận ở với chàng trai đó, ngủ với chàng trai đó. Thì như vậy á, nếu cô này á, là nếu như cổ ngoại tình á, nha, là xem như là cổ phạm giới tà dâm. Mà ai mà ngoại tình với cổ á, cũng xem như phạm giới tà dâm luôn. Cho nên sự thú vị là ở chỗ là thời xưa thời Đức Phật bà đã tính luôn cái vụ mà sống chung trước hôn nhân rồi đó. Không có hôn nhân mà sống chung đã được tính ở đây luôn. Là nếu như anh ưng thuận ở chung với nhau rồi là anh cũng không được ngoại tình với người khác. Còn cái thể loại nữa là thể loại gì? Được bao nuôi. Như bây giờ đó, đây, cái hạng phụ nữ sống chung vì tài sản hoặc sống chung vì hy vọng được đồ trang sức thì đó là cái thể loại được bao nuôi thời nay đó. Thì ngay cả hạng người đó thì cũng không được phép ngoại tình. Rồi thứ năm là người nữ được cưới theo nghi thức. Thì cái này á, chúng ta có thể hiểu là có một số cái nơi, thí dụ như ở Việt Nam mình, chúng ta làm đám cưới mà chúng ta chưa đi ra đăng ký kết hôn, tức là nhà nước chưa công nhận nhưng mà mình đã làm đám cưới rồi thì vẫn được tính là thuộc sở hữu tài sản. Người phụ nữ có vật lót ở đầu đặt xuống. Là ở Ấn Độ á, nó có phong tục là đội nước, gọi là bưng nước về đó. Thì có một số người phụ nữ thì họ cưới nhau về chỉ để làm mỗi một chuyện là vận chuyển nước thôi. Thì cái loại phụ nữ này cũng được tính. Đây là dạng đặc biệt ở xứ Ấn Độ và một số vùng khác ha. Thứ bảy, người nữ vừa làm vợ vừa làm nô lệ. Thứ tám, người nữ vừa làm vợ vừa làm công. Thứ chín, người nữ cướp được từ chiến trường. Và thứ mười, người nữ chịu làm vợ trong thời gian ngắn. Thì cái thể loại mà người giống như là bây giờ ở những cái xứ mà còn chế độ nô lệ á, thì cái ông chủ á, đôi khi ông ngủ với nô lệ thì cái cô đó vẫn được xem là vợ của ông chủ đó. Rồi bây giờ một số nơi thì có cái tình trạng là bây giờ cái người ở đợ cho gia đình á, thì sáng phục vụ gia đình, tối phục vụ riêng ông chủ. Thì cái kiểu đó là cũng được tính vô luôn, tức là vừa làm vợ vừa làm công. Rồi người nữ cướp được từ chiến trường, tức là hai nước chiến tranh, như là ở các xứ chiến tranh như là ở Iraq, Iran. Thì có khi là lính nó vô rồi nó bắt phụ nữ về cướp được á, thì trong trường hợp đó cũng được tính là đã thuộc quyền sở hữu. Ở đây là mình công nhận cái quyền sở hữu đó nha. Còn cái chuyện mà đúng sai đạo đức thì là mình, đó là một khía cạnh khác. Nhớ giùm sư. Và thứ 10 là người vợ chịu, người nữ chịu làm vợ trong thời gian ngắn. Như trường hợp nàng Suchata thì nàng để mà đi làm phước á, tại vì khi mà nàng cưới kết hôn thì anh chồng rất là mê nàng, cho nên á, là nàng không có đi làm phước cúng dường được. Thành ra là nàng gửi cái lá thơ đó, hình như chuyện này sư kể nhiều rồi, nàng gửi lá thơ về cho người cha, rồi ông cha gửi cho cô con gái làm 10.000 đồng tiền vàng, thuê cô kỹ nữ đẹp nhất cái thành đó 10 ngày làm vợ cho thay làm vợ giùm mình đó. Rồi 10 ngày đó là mình tha hồ mình đi làm phước cúng dường. Thì trong trường hợp đó là người nữ chịu làm vợ trong thời gian ngắn.
Thì nếu như có 20 hạng người phụ nữ đó, nếu như mà mình có quan hệ bất chánh với họ là phạm giới tà dâm. Tuy nhiên, người nữ ở trong cái 10 hạng đầu á, tức là hạng có bảo hộ á, thì cái dạng mà được cha mẹ bảo hộ nè, được gia đình bảo hộ, họ hàng bà con bảo hộ, nếu như mà họ ngủ với người đàn ông khác, thì trong trường hợp đó chàng trai phạm tội tà dâm, còn cô gái không phạm tội tà dâm. Bởi vì á, cô gái có quyền tự chủ nhất định đối với thân thể của mình, trừ trường hợp 10 hạng đầu, trừ trường hợp là cổ có chồng rồi, kết hôn rồi, hoặc là đang bị nhà nước pháp luật cấm. Còn trong trường hợp mà như cô gái mà bỏ nhà theo trai đó, là chàng trai lãnh quả ha, chứ còn cô gái thì không có vấn đề gì. Cái thứ hai là tâm muốn quan hệ. Cái chi phần này rất quan trọng, bởi vì có những trường hợp á, là vì cái đối tượng á, là bị ép buộc. Thì trong trường hợp bị ép buộc đó là mình phải luôn luôn giữ tâm của mình là không mong muốn. Tại sao nó kỳ như vậy? Bởi vì trong suốt quá trình đó, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, nếu như có một khoảnh khắc nào á, mà mình đồng ý, mình phối hợp, là mình dính phạm tội tà dâm. Nó giống như cái kiểu người ta nói bây giờ á, là chống cự không được thì hưởng thụ. Nó hơi kỳ, nhưng mà cái kiểu tâm như thế là phạm tội tà dâm. Còn khi tâm của mình á, mà mình không đồng ý từ đầu tới đuôi luôn á, là mình không phạm tội tà dâm. Cái thứ ba là sự cố gắng trong việc hành dâm. Cái sự cố gắng này á, nó bao gồm cả việc chủ động lẫn bị động. Tại vì ở trong luật thì có trường hợp vị tỷ kheo, là cô gái nói với vị tỷ kheo như vậy: ông cứ nằm một chỗ đi, để một mình tôi động được rồi. Thì trong trường hợp đó nha, vị tỷ kheo, cái vị đó đó là không hề có cố gắng nằm một chỗ thôi, toàn bộ là cô kia của làm hết, thì vị đó vẫn phạm tội bất cộng trụ. Cho nên cái sự cố gắng này á, là chúng ta có thể hiểu là mình có cái sự phối hợp, hoặc là mình chủ động, hoặc là mình có sự phối hợp, thì nó rơi vào trong cái chi phần này. Còn cái chi phần là sự thực hành giữa con đường này đi vào con đường kia, nghe nó hơi kỳ, mà tại vì sư không biết dùng cách dịch gì khác. Dịch đúng nghĩa của cái từ Pali đó là mắc ghê na mắc gá đó. Đúng như vậy đó, là con đường này đi vào con đường kia. Nghe nó hơi kỳ cục. Tại vì ở trong luật tạng á, thì nói như thế này nè. Con thế nào là con đường? Là bất cứ cái gì nó làm thành thông đạo thì nó là con đường. Ví dụ như cái lỗ mũi, nó là con đường. Cái tuyến lệ nha, nó là con đường. Cái lỗ tai, cái lỗ tai nó là con đường. Rồi nam căn nó có con đường không? Có. Nó có cái tuyến ở trong đó. Cái tuyến nước tiểu thì đó cũng là con đường. Thì đương nhiên là cửa trước cửa sau thì cũng là con đường. Và cái miệng cũng được tính là con đường. Là thực quản thực đạo đó, là con đường. Cái miệng cũng là con đường. Nó kinh khủng đến mức là ở trong luật còn nhắc đến là
Nếu như cái cơ thể mình bị thương á, mà có lỗ thủng á, nó cũng được tính là con đường luôn. Và đến mức là ngay cả một xác chết mà cái xương của nó có lỗ thủng thì nó cũng là con đường. Cái ống xương á, nó cũng là con đường. Thành ra đó, nói ở đây là cái nam căn, tại vì nó có niệu đạo, thì cái nam căn đó của người đàn ông đưa vào bất kỳ con đường nào thì đều dính cái chi phần thứ tư này hết. Cho nên sư mới nói là không biết dịch như thế nào luôn đó. Kỹ tới mức độ đó. Mà đưa vào là đưa vào bao nhiêu, dù chỉ bằng một hạt mè là đã tính. Cho nên á, là không tính là có xuất ra hay không xuất ra, mà chỉ cần là đưa vào là đã tính rồi. Chỉ có điều như vậy nè. Cái này là sư không biết. Cái này là nói thiệt là mình không biết. Mà cái gì không biết thì cẩn trọng thôi. Là cái việc mà hôn môi á, nói hơi kỳ nhưng nó cũng là con đường này đi vào con đường kia. Mà không biết là cái này là nó có dính cái chi thứ tư hay không, là cái này sẽ không biết á. Nhưng nếu như mình cẩn trọng là mình cũng nên tránh. Về cái tội nặng hay tội nhẹ, thì nếu như đối phương là người không có giữ giới thì đó là tội nhẹ. Còn đối phương là người có giới thì đó là tội nặng. Rồi nếu đối phương là phàm là tội nhẹ, đối phương là thánh thì là tội nặng. Rồi đối phương tự nguyện thì là tội nhẹ, mà đối phương không tự nguyện thì đó là tội nặng. Đó, rồi cái người người tại gia thì tội nhẹ, mà người xuất gia thì tội nặng. Chúng ta qua tiếp cái phần nói dối. Thì nói dối chúng ta có bốn chi phần. Mà nếu như chúng ta phạm đủ cả bốn chi phần này á, thì xem như là chúng ta nói dối. Thứ nhất là cái điều đó không có thật. Và thứ hai á, là mình có ý nha, có ý nói sai sự thật chứ không phải là cố ý. Có ý nói sai sự thật. Cái thứ ba là cố gắng nói dối. Và thứ tư là người nghe tin theo lời nói dối ấy. Ví dụ như một cái thông tin thất thiệt mà mình không biết, mình tin đó là có thật, rồi mình đi mình lan truyền á, thì trong trường hợp đó mình không phạm giới nói dối. Tuy nhiên không phải không phạm giới nghĩa là không tạo nghiệp. Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Cho nên chúng ta hãy cẩn trọng với những thông tin mà chúng ta lan truyền. Trong cái giới này nó cũng bao gồm là những người nghệ sĩ họ trình diễn giống như là ảo thuật này, thì họ cũng là có ý lừa dối này. Hoặc là các nhà văn, thậm chí là một số nhà báo đó. Thì khi mà họ làm cái nghề đó thì họ có nói dối. Trong cái vấn đề này á, thì tội nặng và tội nhẹ được tính như sau. Thứ nhất là cái việc mình thường thân cận, thường nói dối thì tội nó sẽ nặng hơn với cái việc là mình lâu lâu mình mới nói. Rồi cái việc mà mình nói dối á, nó gây ra cái hậu quả nặng thì tội nặng.
gây ra hậu quả nhẹ thì tội nhẹ. Rồi khi mà mình nói dối mà mình theo cái kiểu là do mình bỏng sẻn cho nên mình nói dối để mình không phải cho. Ví dụ như người ta tới người ta mượn tiền của mình hoặc xin tiền của mình nói giờ tôi không có tiền, thì mình nói như thế là do mình bỏng sẻn, mình không muốn cho người khác. Trong trường hợp đó là tội nhẹ. Còn nếu như mình nói dối là để người khác chịu thiệt hại thì đó là tội nặng. Cái việc nói dối mà mình lừa cái người không có đức hạnh thì đó là tội nhẹ, mà mình lừa người có đức hạnh thì đó là tội nặng. Ở đây trong chú giải không hề nhắc đến việc nói dối mà không hại người. Mình hay dùng cái từ là nói dối vô hại. Nhớ nha. Trong chú giải không hề nhắc đến việc này. Bởi vì chúng ta là không có lường hết được. Cho nên có nhiều khi mình nghĩ là nó vô hại nhưng chưa chắc nó đã vô hại. Mà ở đây nó được tính vào loại gì? Được tính vào cái hậu quả. Cái hậu quả mà mình đem lại á, nó ít thì mình tội nhẹ. Hậu quả mình đem lại á, nó có tác hại thì đó là tội nặng. Chứ ở trong chú giải không hề nói đến cái chuyện mà nói dối mà giúp người khác thì không có. Xin lấy ví dụ như thế này nè. Thí dụ như á, cái anh thợ săn, ảnh săn con chim, ảnh bắn con chim nó lảo đảo nó rớt ở trong chỗ của mình á, rồi mình ảnh hỏi có thấy con chim đâu hay không, thì mình rơi vào hai trường hợp. Nếu như mình nói dối á, là không có, thì mình hại cái lợi ích của người đi săn. Mình đừng nghĩ đến cái chuyện là mình cứu con chim. Cái chuyện mình cứu con chim là đó là chuyện mình cứu con chim. Nhưng cái chuyện mình làm tổn hại lợi ích của người đi săn á, thì mình vẫn phải tính chứ. Xin lấy ví dụ như bây giờ anh đó, tại vì như vậy nè, nó có một trường hợp một ông cụ ở Mỹ, người Việt, người Mỹ gốc Việt, ổng mất rồi. Nhưng mà cái những năm cuối đời của ổng, ổng rất là thương chim. Ổng thương chim lắm. Ổng có bao nhiêu đồ ăn là ổng đem ổng cho chim hết. Vì ổng biết ơn. Biết ơn như thế nào? Hồi xưa ổng cái lúc mà ổng đi vượt biên, mà ổng đi đường rừng thì trong lần đó là ổng bị đói. Ổng đói dữ lắm. Thì khi mà ổng đói cùng cực như vậy đó, ổng nghĩ ổng chết rồi đó, thì tự nhiên có con chim nó xà xuống. Thì ổng bắt con chim, ổng ăn thịt. Thì khi đó là ổng rất là biết ơn con chim, bởi vì như vậy ổng đã thoát được cơn đói. Thì sẽ quay trở lại vấn đề, khi mà mình giúp đỡ con chim thì đó là mình không xét đến cái tình huống của người thợ săn. Cho nên khi mình giúp con chim là mình hại, mình làm tổn hại lợi ích của người thợ săn. Mà nếu như mình giúp người thợ săn là mình làm tổn hại lợi ích của con chim. Cho nên lúc đó mình nói dối nó cũng kẹt. Mà mình nói nó thiệt nó cũng kẹt. Cho nên mình đừng có nói là mình nói dối như vậy là mình giúp. Chưa chắc giúp được ai ha. Trong trường hợp như thế á, Bồ Tát thì Bồ Tát làm cái gì? Trong một lần á, Bồ Tát thấy con nai á, nó chạy, và khi đó Bồ Tát đứng dậy, Bồ Tát đi thiền. Khi Bồ Tát đi thiền thì cái người thợ săn á, đến hỏi Bồ Tát là ông có thấy con nai chạy qua đây hay không.
Bồ Tát mới trả lời á, là từ lúc tôi đi thiền cho tới bây giờ tôi không thấy con nai nào cả. Có nghĩa là trước đó thì thấy, nhưng mà bây giờ tôi đi thiền tôi không thấy. Lúc tôi ngồi thì tôi có thấy, mà lúc tôi đi tôi không thấy. Thì khi đó Bồ Tát không có nói dối. Đó chỉ là cái sự khéo tác ý của Bồ Tát thôi. Ngoài ra còn có một số trường hợp cũng tương tự như vậy. Cho nên chúng ta hãy suy xét ha. Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Rồi chúng ta nói về cái lời đâm thọc, hoặc còn có nghĩa, có chỗ thì lại nói là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt hay đâm thọc, nói lời hai lưỡi thì đều là một. Cái lời đâm thọc ở đây á, là nó có bốn chi phần. Thứ nhất là người bị làm hại là người khác. Tức là ở đây á, mình đâm thọc người khác chứ không phải mình đâm thọc mình. Ví dụ tự mình chửi mình thì không có nói cái gì mà đâm thọc người khác. Rồi cái thứ hai á, cái mục đích của mình á, mục đích mà mình đâm thọc á, là mình mong muốn chia rẽ người khác. Hoặc á, là mình mong muốn khi mình đâm thọc như vậy á, thì người ta sẽ đồng tình với mình, rồi người ta sẽ có cảm tình với mình. Ví dụ như hai phe họ đang tranh cãi với nhau, thì chúng ta đứng phe bên này, chúng ta nói xấu phe bên kia, thì trong trường hợp đó là mình đang nói lời đâm thọc. Cái sự kiện này ở trong công ty quý vị đi làm thì thấy rất là nhiều. Hai ông sếp, hai ổng tranh giành đấu đá với nhau, rồi mình ở giữa, thì đôi khi mình phải đứng một bên. Mà khi mình đứng một bên như vậy á, thì mình phải cẩn trọng, bởi vì nếu như mình đứng bên này mà mình nói xấu bên kia thì là mình sẽ vướng phải cái giới này. Hoặc là khi mà mình đi đến một nơi mà họ hỏi mình á, ý kiến như thế nào về cái người này người kia, mà nếu như mình trả lời á, cho vừa lòng họ để mà họ có cảm tình với mình, thì như vậy là mình vướng vào cái lời đâm thọc. Xin nói quý vị chưa khó hình dung. Trong trường hợp cụ thể như vậy nè, một cô gái đi qua nhà của chàng trai, rồi tiếp xúc với gia đình của bên nhà chàng trai. Trong gia đình đó, đó có người là chàng trai ưa, có người không ưa. Thì khi mà cô gái cổ hùa theo với chàng trai, cổ cũng thương ghét nó, em cũng thấy cái đứa này nó kỳ quá, đại loại như vậy, để chàng trai đồng tình, để thể hiện sự đồng tình với cái người yêu của mình, thì trong trường hợp đó mình cũng dính lời nói đâm thọc. Hoặc là một người làm việc ở một công ty, sau đó họ nghỉ việc, họ đi qua làm ở công ty đối thủ, thì nếu như mà công ty đối thủ hỏi, khi mà nhận vào rồi đó, hỏi sao chuyển công ty vậy, có phải chỗ đó làm nó ngột ngạt quá, hoặc là như thế nào hay không, thì nếu như mình trả lời đồng ý, đúng rồi, hoặc là mình nói như thế nào đó để cho người ta hài lòng, thì đó là mình rơi vào cái tội này, tức là nói lời đâm thọc. Rồi cho nên là cái thứ ba là có sự cố gắng nói. Và cái thứ tư là người ta hiểu được lời nói đó. Cái việc mà hiểu được lời nói nó quan trọng lắm. Tại vì có đôi khi
Chúng ta nói mà chúng ta nói bằng những ngôn ngữ mà người khác không hiểu được á, thì nó cũng không thành tựu. Ví dụ như sư quay ngược trở lại cái giới nói dối, nó cũng có một ý là cái người nghe hiểu và tin theo lời nói dối đó, đó. Thì có trong trường hợp như thế này nè, ví dụ như một vị chưa có chứng thánh mà vị ấy muốn nói dối là mình có chứng đắc, nhưng mà vị ấy nói một cách nó cao siêu quá, cái người nghe không hiểu, thì họ cũng không có phạm cái giới nói dối. Ví dụ như vị tỷ kheo đó đó muốn nói dối là mình đã chứng đắc thánh đạo thánh quả, mà trong khi vị ấy chưa chứng đắc gì cả, thì trong những cách mà người vị ấy nói có một loại câu như thế này nè, là phận sự của tôi đã hoàn thành rồi. Thì khi mà vị ấy nói là phận tôi đã hoàn thành phận sự với vị đạo sư á, một vị tỷ kheo mà nói như thế có nghĩa là vị ấy đã chứng đắc thánh đạo thánh quả A La Hán rồi. Nhưng mà cái câu đó nó khá là khó hiểu đối với người ngoài. Cho nên nếu như người ngoài nghe được mà họ không hiểu ý nghĩa đó, thì vị tỷ kheo ấy chỉ phạm trọng tội chứ không có phạm mà bất cộng trụ. Thành ra là ở trong cái giới mà về lời nói á, là đối tượng nghe là phải hiểu được cái đó. Về cái nói lời đâm thọc này đó, thì cái tội nặng á, hay tội nhẹ nó tùy thuộc vào cái giới hạnh của người mà mình đâm thọc. Hoặc khi mình đâm thọc á, mà mình làm mà tổn hại đến lợi ích của người khác, thì đó là tội nặng. Còn mình đâm thọc mà không làm tổn hại đến lợi ích của người khác thì đó là tội nhẹ. Thứ sáu là cái ác ngữ. Ác ngữ là sự nói lời thô ác. Thì nói lời thô ác ở đây á, chúng ta có ba cái chi phần. Thứ nhất, cái đối tượng là phải có đối tượng để mắng chửi. Còn nếu như chúng ta tự mình chửi mình thì nó không tính. Đối tượng phải là có một cái người nào đó để mình mắng chửi. Cái thứ hai là mình phải có tâm nóng giận bực tức. Cái này quan trọng nha. Tại sao quan trọng thì một chút nữa sư sẽ nói. Và thứ ba đó là cái lời trách mắng hoặc quở trách nó đã được thốt ra. Và chúng ta nên có một cái lưu ý là nếu như cái người nói bằng tâm từ ái thì khẩu hành không phải là ác ngữ. Bởi vì có những trường hợp, ví dụ như Đức Thế Tôn ngài rầy la các vị đệ tử, thì trong trường hợp ngài rầy la như vậy, ngài có thể nói là đây là kẻ ngu, ngươi là kẻ ngu, thì trong trường hợp như vậy vẫn không tính là ác ngữ. Bởi vì khi Đức Thế Tôn nói, ngài không nói bằng tâm sân. Cho nên cái chi phần là tâm nóng giận bực tức á, nó rất quan trọng. Thành ra khi mà chúng ta dạy dỗ con cái cũng vậy. Khi mình mở miệng ra mình nói thì mình phải xem coi là mình nói bằng tâm gì. Mình có phải mình đang nói bằng tâm sân hay không? Nếu như mình nói bằng tâm sân ấy, là mình phải kiểm soát lại cái lời nói của mình. Ở trong chú giải ấy, thì lại nhắc đến một sự kiện khác. Ví dụ như khi bà mẹ mắng con,
thì bà mẹ mắng, bà cũng tức, bà mắng thì bà cũng mắng bằng tâm sân á. Nhưng mà nói như thế này, ví dụ như bà mẹ nói cái kiểu của mình, để coi coi, đồ cái thằng trời đánh, cái thằng trời đánh, thì bà mẹ bà tức quá thì bà nói đồ cái thứ trời đánh. Nhưng mà trong thâm tâm của bà mẹ, trong lòng bà mẹ đó, bà mẹ không bao giờ mong muốn con mình nó bị sét đánh cả. Đó là điều chắc chắn. Miệng thì nói như vậy, đồ cái thứ trời đánh, cái thằng trời đánh, nhưng không bao giờ bà mẹ lại mong cho con của mình bị trời đánh thiệt. Nó chỉ là một cái kiểu nói thôi. Thì trong trường hợp đó, người mẹ không phạm tội ác ngữ. Tại vì trong thâm tâm bà mẹ, bà không muốn đứa con bị như vậy. Cho nên là cái ác ngữ này nó còn kèm theo là mình thật sự mình muốn đối phương như vậy. Thành ra là tốt nhất khi chúng ta mở miệng thì chúng ta hãy xem cái tâm của mình nó có cái tâm từ hay không. Cái ác ngữ này nè quý vị, nó ghê gớm lắm. Sư không biết là sư kể quý vị bao nhiêu lần nè. Bà Ambapali, bà đẹp lắm, coi như là ở trong cái thành, ngôi thành đó, bà đẹp đến cái mức mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Thế Tôn ngài phải dặn các vị tỷ kheo là khi đến ghé nhà bà Ambapali á, là phải giữ gìn chánh niệm. Bởi vì nếu như không giữ gìn chánh niệm á, là sẽ bị mê luyến với sắc đẹp của bà, và thậm chí có thể bị điên loạn. Bà đẹp lắm mà nó kẹt một cái bà lại là kỹ nữ. Đẹp mà lại là kỹ nữ. Coi như là cái kiếp nào mà bà đẻ ra là bà đều làm kỹ nữ hết. Cứ làm người là làm kỹ nữ. Cái lý do đó là vào thời Đức Phật quá khứ, khi thì bà cũng là ở trong ni đoàn á, thì một lần ni đoàn đi đến thăm cái tháp Xá Lợi, thì vì tỷ kheo ni đằng trước đang đi á, thì do bệnh cho nên á, là cái đờm á, nó phục ra khỏi miệng mà nó rớt xuống nền đất. Thì bà ở đằng sau á, bà mới mắng, bà buông cái lời ác độc đó là đồ của thứ con đi tới chỗ thánh tích rồi đó mà cũng còn phóng uế được. Nhưng mà khi bà nói như thế, bà không ngờ là đối tượng là một vị thánh A-la-hán, một vị thánh ni A-la-hán. Mà vị thánh ni đó là do bệnh cho nên thí dụ như là ho thì cái đờm đó, nó không có kiểm soát được. Chứ không phải là vị thánh ni đó có ý làm cho cái nền nó bị ô nhiễm. Nhưng mà bà mở miệng bà nói như vậy đó. Quý vị biết là trời đất ơi, nhờ cái phước nha, nhờ cái phước cúng dường tháp thờ Xá Lợi cho nên bà đẹp lắm. Nhớ, phước ra phước mà tội ra tội. Bà cúng dường tháp thờ Xá Lợi cho nên bà đẹp lắm. Nhưng mà do cái câu độc mồm độc miệng của bà đó, đồ cái thứ con đ... cái câu đó thôi đó, mà bà cứ sanh ra là bà làm gái. Cho nên là chúng ta phải cẩn trọng. Khi mà chúng ta gặp một cái người nào đó, chúng ta kêu đồ thứ con bò đó, là mình gieo cái thân bò cho kiếp sau. Nha. Mà mở miệng ra mình thấy cái đứa nào đó đồ có thứ đồ lì nhân trâu, là mình gieo cái thân trâu cho kiếp sau. Mà tốt nhất đừng có gieo thân làm gái cho kiếp sau. Nha. Người kiếp sau ai muốn làm nữ thì làm nữ, chứ đừng làm gái nha, tội nghiệp lắm.
Cho nên là chúng ta phải cẩn trọng, rất cẩn trọng đối với cái khẩu nghiệp của mình. Nói về cái ý ngữ thì cái ý ngữ á, là do tâm bất thiện, cho nên á, mình làm cho người ta nghe và người ta hiểu những cái lời nhảm nhí, tức là những lời vô ích á, thì nó được gọi là ý ngữ. Thế nào là những lời nhảm nhí, những lời vô ích? Là những lời không đưa đến lợi lạc, không đưa đến sự hướng thượng, không đưa đến sự giải thoát giác ngộ, thì đó là những lời nói nhảm nhí. Ví dụ như chúng ta mở một cái tờ báo ra, hoặc chúng ta mở một cái kênh như kênh YouTube, kênh TikTok, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều rác ở trên đó, bao gồm chuyện chính trị, xã hội, kinh tế đó, rồi cho đến chuyện ngôi sao, chuyện đàn ông, chuyện đàn bà, chuyện nhà vua, thì tất cả những chuyện đó đều là chuyện nhảm nhí, bởi vì nó không đưa mình đi hướng thượng. Một người mà 5 năm không xem tin tức, thí dụ như vào trong rừng tu đi, 5 năm không xem tin tức, thì tới hồi nếu như mà ảnh do phiền não ảnh về đời ấy, thì ảnh chỉ tốn chừng có 1 tháng à, là ảnh nắm hết cái gì nó đang diễn ra. Thì như vậy ảnh đâu có khác gì cái người mà dành cả 5 năm mỗi ngày đều xem báo. Và xét về cái này thì cái người mà thường thân cận với những cái tin tức nhảm nhí thì đó là tội nặng, mà người ít thân cận với những tin tức nhảm nhí thì đó là tội nhẹ. Ví dụ như mình là cái người thường kể chuyện, thường tán dóc, thường nói chuyện phím, thì đó là tội nặng. Còn lâu lâu á, mình mới ngồi xuống mình nói chuyện 1 lần thì đó là tội nhẹ. Mà cái ỷ ngữ này nè, tức là cái chuyện mà nói chuyện phím này nè, nó độc lắm. Nó cản trở nhân đi đến đạo quả. Cho nên là chúng ta phải cẩn trọng. Chính bởi vì như vậy á, Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo là giữa những người tu với nhau á, khi gặp nhau chỉ nên nói về 2 chuyện. Một là bàn luận về Phật pháp, hai là giữ im lặng của bậc thánh, tức là hành thiền. Ngoài 2 chuyện đó ra, chúng ta không nên nói bất kỳ cái gì khác. Ngay cả cái chuyện mà giảng pháp ở trong luật cũng có nói đến một số trường hợp, ví dụ như các vị tỳ kheo nhóm luật sư khi mà được mời thỉnh đi giáo giới, các vị tỳ kheo ni thì chỉ đến ngồi nói chuyện dăm 3 câu, sau đó là tăng dốc cái chuyện trên trời dưới đất suốt buổi. Tức là mình qua đó mình nói cái chuyện liên quan đến Phật pháp nó không bao nhiêu hết, mà mình bắt đầu mình ngồi mình tám chuyện đàn ông đàn bà, chuyện trong nước ngoài nước, thì những chuyện đó được xem là nói những lời nhảm nhí. Và sư nhắc nhở để cho quý vị nhớ, khi chúng ta học những gì liên quan đến giới là để chúng ta nhìn mình, chứ không phải là để chúng ta đánh giá người khác. Người khác á, họ có giữ giới hay không giữ giới thì không liên quan gì tới mình.
Cái quan trọng là mình có giữ giới hay là không giữ giới. Rồi về cái giới này thì nó chỉ có hai chi pháp thôi. Thứ nhất là mình hướng tâm đến những cái chuyện vô ích. Mình hướng tâm đến những chuyện vô ích. Ở đây có nói, ví dụ như là mình kể chuyện chư thiên đánh nhau đó. Mình kể chuyện vua trời Đế Thích đánh nhau với Atula, hoặc là mình kể chuyện chư thiên mà đánh nhau. Như cái kiểu bây giờ á, là mình ngồi mình kể chuyện phong thần á, thì đó cũng được xem là nói lời vô ích. Ví dụ nha, những cái diễn viên, đạo diễn, khi mà họ diễn kịch, họ đóng phim, mặc dù á, là có nhiều người họ biết rõ đây không phải là sự thật, thì như vậy á, là họ cũng không phạm vào cái tội nói dối, nhưng họ lại phạm vào cái tội là nói lời vô ích. Bởi vì họ diễn những cái vở kịch, những cái phim, nó không đi đến sự hướng thượng, nó không giúp đưa người ta đi đến sự giải thoát, không giúp người ta phát triển giới học, định học, tuệ học. Thì trong đạo Phật toàn bộ đều là những thứ vô ích. Và cái thứ hai là đã nói lời nói ấy ha, tức là mình đã nói. Cho nên là chúng ta phải dọn cái rác ở trong đầu ra. Khi mà trong tâm của chúng ta nó không còn rác nữa, thì nó mới có chỗ để nó chứa những thứ cao sang. Rồi chúng ta tiếp về cái tham lam. Thì cái tham lam này đó, nó vừa là bất thiện nghiệp, mà nó vừa là nhân của bất thiện nghiệp. Tham lam thì nó chỉ có hai chi pháp thôi. Một là tài vật của người khác, và thứ hai là mình muốn nó thuộc về mình. Ở đây á, thì chỉ tính cái tài vật của người khác thôi. Còn một số chỗ thì ngay cả tài vật của mình mà mình có sự ưa thích thì đó cũng được gọi là tham lam. Khi mà chúng ta hướng tâm đến đồ của người khác, rồi khi đó mình chỉ cần mình có suy nghĩ thôi, mình mong muốn mình có cái này thì hay quá ha. Thì khi mà mình suy nghĩ á, để mà nó tạo thành cái nghiệp bất thiện được kể ra ở đây, là mình phải thể hiện nó ra đường thân hoặc khẩu. Tức là mình nói, mình mà có được cái xe này, hoặc là mình mà có được cái tiền này thì hay quá, thì tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Thì trong trường hợp đó là mình phạm vào cái ác nghiệp của tham lam. Còn khi mà nó chỉ xuất hiện ở trong tâm, mình chưa thể hiện ra thân hoặc khẩu, thì đó là cái nhân tham. Nhớ nha, nó là cái nhân. Nhân nó đưa đến quả. Và ở đây á, khi mà nó chưa có thể hiện ra thân khẩu, thì nó chỉ tạo cái nghiệp ở ý thôi. Và cái nghiệp ở ý á, thì nếu như nó chỉ đơn thuần là ý mà không có sự kết hợp của thân và khẩu, thì cái nghiệp đó nó sẽ không có nặng bằng là mình để cho cái tâm tham đó thể hiện ra thân hoặc khẩu. Chỉ lấy ví dụ đi. Mình thấy cái sắp tiền ở trên bàn, mình nhìn tự nhiên cái tâm tham sanh khởi. Nhưng mà nó chỉ dừng ở đó thôi, mình không có đưa tay ra lấy, thì cái nghiệp đó
nó nhẹ hơn cái việc là mình đưa tay ra mình lấy. Bởi vì khi mình đưa tay ra mình lấy là mình phạm giới. Còn về sân hận á, thì nó có hai cái chi pháp. Thứ nhất là nó phải là chúng sanh khác. Và thứ hai á, là tâm nghĩ hủy diệt chúng sanh đó. Ví dụ như mình mong muốn là cái thứ này á, là nó hãy gặp tai nạn đi, ra đường hãy bị xe tông đi, hoặc là nó hãy bị bệnh đi, hoặc là hai đứa đó là hãy sống đau khổ đi, đừng có hạnh phúc, hãy bất hạnh đi. Thì như thế chính là sân hận. Còn cái tà kiến, tà kiến ở đây là sự thấy sai, tức là mình thấy không đúng chân lý. Ở đây tà kiến có hai, là thường kiến và đoạn kiến. Trong thường kiến á, nó lại có ba. Một là chúng ta cho rằng á, là có một cái tôi thường hằng bất biến, thì đó là tà kiến. Có một linh hồn vĩnh cửu, có một cái linh hồn di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, thì đó là tà kiến. Mình tin vào một đấng tạo hóa, sáng tạo chủ, thì đó là tà kiến. Mình tin vào một con đường giải thoát nằm ngoài bát chánh đạo, thì đó là tà kiến. Ba anh này gặp chung là thường kiến. Còn đoạn kiến nó cũng có ba. Thứ nhất là mình không tin vào nghiệp và quả của nghiệp, cho rằng đó thiện không có, ác cũng không có, nó không cho quả báo gì hết, thì đó là tà kiến, nó thuộc về đoạn kiến. Cái loại thứ hai á, là cho rằng mọi thứ đều là ngẫu nhiên, tất cả chỉ là hành động thôi, không có cái gọi là thiện hay ác. Cái gì người ta thích thì gọi là thiện, cái gì người ta không thích thì gọi là ác. Mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên mà người ta do hên xui đó. Cái kiểu tà kiến thứ hai là kiểu hên xui. Ai hên thì sanh vào nhà giàu, ai xui thì sanh vào nhà nghèo. Ai hên thì sống cuộc đời hạnh phúc, ai xui thì sống cuộc đời khốn khổ. Thì đó là đoạn kiến. Rồi cái đoạn kiến nữa là mình không tin có thiên đường, địa ngục, không tin có các cái loài khuất mài khuất mặt, không tin có chư thiên, không tin có ngạ quỷ, không tin có dạ xoa, rồi không tin có các hàng thánh nhân. Thì như thế đó chính là đoạn kiến. Thì nếu như nói một cách đầy đủ là có 62 loại tà kiến được nhắc trong kinh Phạm Võng. Còn nếu nói ngắn gọn thì nó có hai là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến có 3, đoạn kiến có 3. Ở trong cái này đó thì có tội nặng và tội nhẹ. Tội nặng á, là khi chúng ta thường suy tư những thứ liên quan đến tà kiến. Ví dụ như một số tôn giáo, thể họ đụng cái gì là họ đều cầu cái đấng thánh thần của họ, lạy thánh của họ, lạy cái vị trời của họ. Thì khi mà họ thường xuyên gần gũi, thường xuyên suy tư như thế thì tội đó nặng. Hoặc là vị đạo sĩ hành cái hạnh con bò đó, thì vị ấy thường xuyên suy tư là khi mà tôi hành cái hạnh con bò như vậy nè, thì tôi sẽ sanh về cõi trời. Thì đó cũng là tà kiến. Do cái thường xuyên gần gũi, đó là thường xuyên gần gũi, cho nên đó thuộc về tội nặng.
còn ít gần gũi là giống như chúng ta, đừng có nói xa, chúng ta. Mình tin nghiệp và quả của nghiệp, mình cũng biết bố thí, mình cũng biết giữ giới, mình cũng biết học Phật nha, cũng biết tu, cũng biết thực hành tứ niệm xứ đó, cũng biết hành thiền, cũng biết học đạo. Nhưng mà ngấm ngầm ở trong đó, chúng ta vẫn còn chưa buông được cái tôi và cái của tôi. Mình vẫn còn một chút nha, vẫn còn một chút tự xem đây là của tôi. Mình học đạo thì biết, biết không có cái của tôi, không có cái gọi là tôi. Nhưng mà ai đó tới tán mình một cái là mình vẫn tức điên lên được. Do mình cái tôi đó, cái chấp ngã nó vẫn còn. Nhưng mà mình không thường xuyên suy tư về nó, mình không thường gần gũi nó, cho nên nó thuộc về tội nhẹ. Chứ còn cái tà kiến á, là chỉ có thánh nhân mới hết. Còn mình á, là nó giảm nhẹ, do mình không thường suy tư nó giảm nhẹ. Chẳng những vậy, mình còn thường suy tư đến chánh kiến. Rồi tà kiến thì có hai chi. Thứ nhất là việc sái quấy từ trạng thái chấp thủ, và thứ hai là hiện bày với thực tính đó, là chấp chặt vào sự sai lệch ấy. Ghi thì thấy mình thấy nó khó hiểu. Thì nó như thế này nè. Thứ nhất á, là mình nắm chặt lấy cái tư duy đó, mình không chịu buông, mình chỉ cần suy nghĩ vậy thôi. Thứ nhất là mình hiểu sai nha, mình hiểu sai và mình chấp chặt vào cái hiểu sai đó, mình không chịu buông. Khóa thiền vừa rồi đó, thì nói chung ra là rất thành công. Phải nói là xét trong ba khóa thì cái khóa thứ ba được xem như là thành công nhất. Nhưng mà 200 người thì cũng phải có người này người kia, tức là cũng có người chất quốc. Có người, nhiều người thành công thì cũng phải có một vài người chất quốc. Thì có một cái loại người chất quốc như vậy nè, sư dạy thiền thì họ cũng nghe, mà họ hành theo cái kiểu ngoại đạo của họ, hành theo kiểu tà kiến. Rồi cho tới sư kiên nhẫn sư giải thích, nhưng mà họ vẫn nói, nhưng mà con thấy làm cái này nó có lợi ích, cho nên là sư nói thì nói mà con vẫn cứ thử làm. Tới cuối khóa hỏi sư, lại hỏi sư một câu là bây giờ con xuất gia, con đắp y nam tông mà con vẫn thực hành cái phương pháp như vậy được hay không, mà phương pháp đó là phương pháp ngoại đạo tà kiến. Mà họ nói, ý họ là bây giờ họ vẫn đắp y nam tông mà họ có thực hành cái phương pháp ngoại đạo tà kiến đó đó, tiếp tục thực hành như vậy có được hay không, thì cái đó sư chịu thua, tức là họ bám chặt vào nó. Chính bởi vì như vậy á, cái tà kiến này đó, nó có hai cái loại gọi là cái tội nặng và tội nhẹ như thế này. Tội nặng á, là mình tà kiến cố định, và tội nhẹ là tà kiến bất định. Tà kiến cố định là sao? Là ai nói gì thì nói, tôi không thay đổi cái tà kiến của tôi. Mà đương nhiên khi đó thì họ đâu biết, họ không hề nghĩ đó là tà kiến, họ cho đó là chánh kiến, họ cho đó là cái đúng đắn, họ không biết đó là tà kiến. Và cái vấn đề là họ chấp chặt vào đó, ai nói gì thì nói, họ vẫn không buông. Cho nên ở trong cái bài kinh Vô Nhiễm, nó có cái từ gọi là cái từ là cứng đầu, khó giải. Thì chỉ là chỉ cho hạng này nè, là tà kiến mà nói là không sửa, không thay đổi, thì đây thuộc về tội nặng nghe.
Còn cái tội nhẹ là tà kiến bất định, có nghĩa là mình có tà kiến nhưng mà nhờ mình có học đạo rồi có nghe pháp, rồi từ từ mình thay đổi cái tà kiến đó của mình, thì đó thuộc về cái tà kiến bất định. Rồi chúng ta đi tiếp qua cái căn bất thiện ha. Thì ở đây chúng ta nhớ như vậy là cho nó dễ nè. Cái anh si tức là anh tà kiến, anh si ảnh đi hết với tất cả các anh bất thiện. Không có bất thiện nào mà không có si. Nhớ như vậy là mình gọn nha. Tất cả các bất thiện đều có si đi kèm, tức là tất cả bất thiện đều có tà kiến đi kèm. Nói như vậy thì sát sanh là sẽ đi kèm với anh sân. Mình có ba gốc thôi, tham, sân, si. Thì sát sanh là do cái anh sân. Một người họ phải nóng giận, cái tâm của họ phải là tâm sân á, thì họ mới ra sức họ giết chúng sanh khác. Cái sân đó nó có thể mạnh mẽ hoặc có thể vi tế. Còn cái anh trộm cắp á, là do cái anh tham hoặc là do anh sân. Trộm do tham là đúng rồi, nhưng cũng có đôi khi trộm do sân. Tại sao? Khi mà mình không có, thí dụ mình thiếu tiền, mình khó chịu, nó đốt mình khó chịu. Chính bởi vì như vậy nó thúc đẩy mình là mình phải đi trộm cắp. Cho nên là có đôi khi cái trộm cắp nó cũng đi kèm với cái anh sân. Còn tà dâm á, là đi kèm với anh tham. Còn ba cái nghiệp về khẩu, nói dối nè, nói đâm thọc nè, nói vô ích nè, thì nó thuộc về, có khi là nó thuộc về sân, có khi là nó thuộc về tham. Ví dụ như ai xin mình cái gì đó mình không muốn cho, mình khó chịu, mình trả lời không có, thì nó thuộc về sân. Còn khi mình lừa đảo người khác để người ta cho tiền mình thì nó thuộc về tham. Còn cái đâm thọc á, tại sao nó cũng có anh tham? Là có đôi khi mình nói đâm thọc người khác vì mình muốn được người ta công nhận, mình muốn được người ta thương mình, cho nên là mình nói đâm thọc người khác. Còn cái nói thô ác á, thì nó thuộc về cái căn sân. Còn ba cái anh tham, sân, si thì đương nhiên anh nào thì đi kèm với anh đó. Sân đi kèm với sân, tham đi kèm với tham, mà tà kiến thì nó lại đi kèm với tham. Nhớ nha, si đi với tất cả các cái bất thiện. Sở dĩ mà chúng ta gọi là tham á, là bởi vì nó thúc đẩy do sự ham muốn. Mình muốn cái này, muốn cái kia, cho nên nó gọi là tham. Và nhớ nha, ở đây là chúng ta đang nói đến cái căn bất thiện. Cho nên những cái tham mà nó không phải thuộc về bất thiện á, là chúng ta để qua một bên, không tính tới nó. Chúng ta đang nói về cái căn bất thiện. Thành ra những cái ví dụ như mình ham thích bố thí này, nó thuộc về tham đó. Nhưng cái tham đó không phải thuộc về cái ác bất thiện được nói ở đây. Nhớ giùm nha, cái ác bất thiện được nói ở đây là cái tham dẫn đến chuyện là mình phạm giới. Cái sân, còn sân gọi là sân thì do sự nóng nảy. Và một lần nữa, cái sân ở đây là nói đến cái sân làm nhân cho ác bất thiện, chứ không phải là sân dành cho những cái không thuộc về ác bất thiện. Ví dụ như một người họ ưu tư làm sao tôi giữ giới, thì nó vẫn là sân, nhưng nó không được kể ở trong đây.
Và sở dĩ được gọi là si thì đó là do mê mờ. Và ba anh tham, sân, si là cận y duyên của các pháp bất thiện. Đó, thấy cái duyên hệ ở đây rồi đó. Thế nào là cận y duyên? Là nó thường xuyên đồng hành, thường xuyên gần gũi, mà bởi vì nó cho nên là mới có các cái anh bất thiện. Cho nên cứ thấy ác giới ở chỗ nào, anh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ở chỗ nào, là cái anh tham sân si nó nằm ngay chỗ đó. Thì ngày hôm nay chúng ta xong về cái bất thiện và các cái căn bất thiện. Nhớ dùm sư nha, mấy cái này là mình phải học thuộc lòng. Mấy chi phần, thí dụ như bây giờ mình đóng tập lại, mình hỏi là bây giờ giới sắc sanh có bao nhiêu chi, là mình phải kể ra rành mạch, chứ không có ngồi đó mà mình lật sách ra, mình lật tập ra mình coi nữa. Nhớ dùm sư, đây là cái mình phải học thuộc. Nói về cái giới nói dối là có bao nhiêu chi là mình phải thuộc, mình phải kể ra. Người cư sĩ tại gia, đây là cái mà mình bắt buộc phải học thuộc. Người mang danh Phật tử mà không thuộc mấy cái này là nó thất bại lắm. Nó không đủ chuẩn, sư nói thiệt. Đối với sư nó không đủ chuẩn. Phải biết mấy cái này. Trong những cái lợi thế của việc là mình học ở trong cái phòng nhỏ như vậy đó, nó gần gũi hơn. Thành ra là có những vấn đề gì thì quý vị cứ chia sẻ bình thường, không vấn đề gì hết. Khi mà sư chuyển qua bên Thiền viện Nguyên Thủy thì nó được cái lợi là cái thời gian nó cũng tương đối dư dả. Cho nên là quý vị thoải mái đặt câu hỏi nếu có thắc mắc. Đó. Sư sẵn sàng sư chia sẻ quý vị cuối giờ học. Về cái vấn đề kỹ ngữ đó, con hỏi là các văn sĩ và các thi sĩ đó, thì khi mà họ sáng tác những cái tác phẩm thì ở trong văn học thì nó có hai cái khuynh hướng. Một cái gọi là văn học là nghệ thuật vì nghệ thuật, một cái là nghệ thuật vì nhân sinh, có nghĩa là văn vĩ tại đạo mà thời xưa nói đó. Thì cái nào bị phạm ỷ ngữ thầy? Cái văn vĩ tại đạo đó có phạm ỷ ngữ không? Cái chuyện mà gọi là văn vĩ tại đạo á, nó còn tùy thuộc vào cái đạo mà họ muốn tải là cái gì. Nếu cái đạo họ muốn tải mà nó dính tới tà kiến á, là nó vẫn dính luôn ỷ ngữ. Mà nếu thí dụ như cái đạo họ chỉ đơn giản là nói là mình nên biết yêu thương phụng dưỡng mẹ và cha thì cái đó được. Mình còn thêm một cái nữa là con người là do trời đất sanh ra là cái đó chết đó. Thành ra là nó còn tùy thuộc vào cái đạo mà họ tải, nó có tà kiến trong đó hay không. Và sư chia sẻ với quý vị là khi mà chúng ta học về giới, chúng ta có thể là sẽ trải qua một cái giai đoạn, đó là mình thấy thiên hạ có mình giữ giới. Nếu mà quý vị có giữ giới nha, có thể là quý vị sẽ trải qua một giai đoạn thấy thiên hạ có mình giữ giới, thấy ai cũng ô nhiễm hết trơn. Nhưng mà mình nên nhớ một chuyện là bản thân cái việc mà mình thấy có mình giữ giới rồi ai cũng không giữ giới, nó lại thuộc về một cái chuyện khác, đó là khen mình chê người. Cho nên là sư vẫn luôn nhắc là cái chuyện mình giữ giới là chuyện của mình, còn cái chuyện ai giữ giới hay không là chuyện của người ta. Rồi đó là chưa kể như vậy nữa nè,
khi mình giữ giới á, mà mình nghĩ đó là hay rồi mình tự hào là chuyện là mình giữ giới á, là nó thuộc về giới cấm thủ. Cái này ở trong chú giải cái bài kinh đầu tiên Trung Bộ, bài kinh số 1, mình tức là mình giữ giới mà mình tự hào về nó đó, nó thuộc về giới cấm thủ. Cho nên khi chúng ta học về giới, chúng ta học làm sao á mà mình là người dễ thương, tức là mình nhìn những người xung quanh mà mình có sự thông cảm. Chứ còn mình học sao, mình càng học mình càng thành cái người khó chịu, khó chịu, khó ưa, khó ăn, khó ở thì nó kỳ lắm ha. Rồi thôi, chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Mài Giá, Nam mô Sằng Khải Giá.